Chào cả nhà đã đến với nông cơ trồng sen. Trước mặt cả nhà đây là một em cưa Nhật Bản cả nhà. Đó. Thì em này là Humana. Humana ha nha. Humana 137 thì mấy con máy này là thuộc dạng châu Âu nha cả nhà. Châu Âu xuất Nhật. Ha, con này là Humana thị điển nhưng được lắp ráp nó Aston. Thấy không? Thì cả nhà thấy nha. Đây. Đó, Humana siêu đan ha, thị điển. Nhưng mà Assassin in USA là được ráp tại Mỹ nha nhà, Hoa Kỳ, Mỹ. Đó. Máy móc đồ zin nguyên bản. Mấy con này thì bên cửa hàng sang ok cho nhà vì mức độ mà đồ zin. Máy đạt ha, máy chạy ngon, bình thường hết, không gì hết. Giá cả phải chăng hợp lý. Và đặc biệt đồ đạt bên cửa hàng sang bán thì rất là ok cho nhà. Muốn tháo gì xem lấy ha. Đây là calamitin, gặt mani Đức. Đó. Đây là thông số cây lam. Mặt cắt được là 40cm đó nha. Là mình có thể cắt được cây hoành 80 ha. Đó, mặt cắt được 4 là cây lam này tổng thể là 5 tấc đó nha. Là từ đầu lam cho tới đuôi lam là 5 ha. Rồi, bây giờ giật máy nha, nghe tiếng máy nha. Thì le thì nó là đời cũng khá là cao hết cả nhà. Con này thì con máy mới sau này là 120 max 2 gì đó, là phần lốc thì gấp vừa hết nha. Đó, le thì le tự động nè, đó. Công tắc thì gốc này. Đây là thương hiệu công tắc của Humana nha cả nhà. Rồi, bây giờ giật máy thử nha nghe. Rất là nhẹ nhàng, dây giật rất là mới. Con này thì đặc biệt cái là nó trợ lực nha cả nhà. Trợ lực. Thì những con máy của châu Âu thì nó cho nghe tiếng máy rất là bướm nha cả nhà. Bướm đạt. Con này là đầu đứng ha. Giờ tắt. Thì bên sang bán hàng cho cả nhà yên tâm. Thích tháo vàng áo và coi bên trong thì tháo. Tháo luôn, không có gì là che giấu hết cả nhà. Mình cứ đồ mình bán thì cứ tự tin rồi bán ha. Đồ zin thì cứ tự tin đồ zin rồi bán. Khách hàng cũng vậy, muốn coi thì alo coi thoải mái, không có gì ha, tự mua vừa bán. Thì vàng áo này nó có 3 ốc đầu thôi nha cả nhà, nói thì cũng khá là dễ thôi. Rồi vậy là mở xong, dở lên. Đó, thì cả nhà mình sẽ xem qua. Đó. Đây là đầu đồng. Bình xăng con cùng điện là zin hết nha cả nhà. Máy chưa vệ sinh chưa rửa nhưng đã được em kiểm tra bình xăng con. Coi dây điện, dây nhợ và coi cùng điện lửa này kia ok hết rồi ha. Thì máy dai cả nhà. Đó. Đây là thông số kỹ thuật bên Nhật của họ nha. Đó. 137 nè. Số hiệu 137. 36.3cc. 4.6 kg là cái đầu không là 4.6 kg nhưng làm xích như thế này và đầy đủ là nó nằm 5,2 tới 5,5 kg nha cả nhà. Đó, thì đề tua đó là 9.6 m trên giây, rất là cao ha. 9.6 và 96.2 MHz là cái độ ồn đó cả nhà. Đó, máy rất là đẹp ha. Đó, thì cả nhà đó. Bên này, còn đây là phần nồng. Nồng là nồng đứng nha cả nhà. Máy nồng đứng. Xài hình như là xài đồng tiền luôn nha cả nhà. Đây, máy đang xài đồng tiền nha cả nhà. Đồng tiền nha, chứ không phải trái khế, đồng tiền. Những con máy này thì rất là ok, đồng tiền luôn thì rất là sướng nha. Vì giá cả con này thì cũng rất là sướng. 2.800.000 cho khách hàng nào điện đầu tiên. Ha. Gặp may mắn chốt ngay em này trước nha. Chỉ có một em thôi. Humana 137. Đời cao, nồng đứng, thắng xích, phá xích rồi còn đầy đủ. Nha cả nhà. Đó. 36.3cc. 5 tấc trợ lực. Le tự động. Bình xăng con nằm cái này. Bình xăng con hình như là hai họng nha cả nhà, tiết kiệm xăng. Ha. Ok, bugi thì còn chống móc luôn. Máy như vậy vẫn nổ bình thường, không có gì hết nha cả nhà. Trợ lực thì rất là nhẹ. Thắng xích nha cả nhà.
Tắt rồi. Nhà mình ai cần thì cứ liên hệ em, số điện thoại trên màn hình nha. Đó, số đó thì của em có Zalo. Rồi, mình chỉ chụp con này lại là mình dặn lại thôi nha cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà, vậy hẹn nhớ đứa lần sau. Ai còn con máy này liên hệ em, số điện thoại trên màn hình, số đó thì của em có Zalo nha. Rồi, ai chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và cho em một lượt đăng ký. Và ai chưa bật chuông thông báo thì hãy bật chuông thông báo để có những con máy đẹp, ngon, sớm nhất, hợp lý, giá tiền. Rồi, xin chào cả nhà, vậy hẹn nhớ đứa lần sau.